nhiều chỗ nó còn làm ăn, nó còn léo tuyết chứ. Như nhà bác anh đặt bộ đấy 70 triệu nó... Cái bàn hôm trước mà video mà em nhảy đây, quân 5 ván 2 đây này, cũng là cái kiểu làm như này này, mộng thắt đấy. Anh Văn Anh từ thành phố Hưng Yên. Thế là em bảo anh là cái hôm mùng 4 ấy thì em cũng giao một cái nữa ở Hưng Yên ấy, thì hôm đấy là em ghép chuyến là chắc là giao sớm cho anh một ngày. Mùng 4 à? Vào mùng 4. Mùng 4 không phải mùng 5 à? Mùng 5 ấy ạ. Thế em giao sớm cho anh một ngày đây. Ừ. Thì em thấy cái nào mùng 4 ấy. Đấy, là gấp. Cái nào là cái én này á? Cái gì ạ? Cái nào là cái én mà? Đây này anh. Đấy. Đâu? Cái nào? Ba cái mặt đúng không? Đây đây. Cái này. Đấy. Cái này là én mặt à? Én. Cái này nữa. Đấy, hai cái này, hai cái én. Còn đây là thang đỡ. Hai én mặt thôi à? Hai én. Anh đặt ba én mà. Hôm bữa này tôi mua 97, nếu mà ba én thì lại chia lại không cân đấy. À. Đấy, tại vì nó có 7, có 7 thang. Nhưng mà sao cái phần mộng này không để để rộng quá đúng không? Cái này phải nó còn thở đâu mày. Nó phải còn thở đâu mà chứ không. À để thở được. Vâng. Cái mặt mai nó co hết là nó không chứ mình không cố định được, chứ cố định là nó bị bung cái mặt trên này nó ngay. Cố định là co là nó. Cái phần nào cố định thì em cố định hết kỹ càng hết cho anh. Đấy, còn về mộng keo chỉ này. Cái này em chỉ làm nguội, mấy cái này thì mai sau làm nguội thì nó sẽ sửa lại đi. Mấy cái phần này làm bén cho anh nhé. Sắc luôn nhé. 12 đủ đúng không? Cái phần này là 6 phần đủ đúng không? Đúng, 6 phần đủ đấy. Đấy. Em tưởng luôn là mua đỉnh đồng là mua được rồi. Anh đặt. À. Ngõ hết đi anh. Còn những cái thang này là lim à? Đúng rồi, thang lim này. Không rác đúng không? Anh nhà anh đang chết dở cái bộ bản lý. Sao đấy? Mùa nó dính rác rồi, nó dính mọt rồi, cách nào xử lý nhá? Giờ dính mọt, giờ về nạo hết cái đấy ra rồi xử lý lại. Hoặc là cái phần, nó ở phần nào? Nghĩa là nó chỉ ở những cái phần thang chỉ này thôi. À. Như cả cái phần chân, những cái phần đầu lân thì nó kiểu nó bao ra, phần ôm ấy ra, rác ấy. Dạ, cái đấy thì khó xử lý anh ạ. Khó xử lý, nhưng mà những cái phần chỉ chiếc này bắt đầu nó đang đục rồi thì anh có bơm cái dầu cây vào đấy. Rồi giờ khắc phục một cách là giờ bơm cái đấy vào để cho nó chết đấy. Không còn cách nào đúng không? Cái bộ nó không còn cách nào. Ví dụ như là đánh rác ra là xử lý lại được không nhỉ? Không, không giờ... Nếu mà bị rác vậy thì nó đã ăn ở trong này rồi thì giờ cách gọi là vứt cái phần đấy đi. Nhưng mà vứt ra thì coi như là hỏng luôn bộ phần ghế nữa. Vứt ra là sạch ra thì quá tội đúng không? Đấy, nó cũng quá tội. Ngày xưa là anh mua bằng gỗ gì? Nó béo là gỗ Hưng Đế nhưng mà nó phun sơn, sẵn sơn rồi em hiểu chưa? Em nhưng mà... Đấy, đã cảnh báo rồi là đừng mua hàng sẵn. Ngày xưa thì anh mới hiểu chưa, cách đây khoảng 6-7 năm rồi, hồi đấy chỉ mình mới chưa hiểu về cái vấn đề về gỗ lạt các kiểu. Vâng. Thì nó cứ béo. Bắn đinh. Đấy. Béo anh như thế, xong là cũng lật lên kiểm tra chất gỗ nhưng mà mình cũng xoay kỹ phần chỉ với cả phần dưới chân mà mặt mỏng. Đấy, mặt mỏng đúng không? Đúng rồi, mặt mỏng. Anh có cái bàn này với cái mặt bàn của anh là khác hoàn toàn đúng không? Đúng rồi, khác hoàn toàn. Mà nghĩa là nhưng mà chất gỗ này cũng là chất gỗ thật thôi, bởi vì anh thấy là những cái đường vân của nó ấy, sau một thời gian sử dụng nó có đùn cái nhựa. Phần nhựa ra. Có đúng rồi, hương đá này đấy. Lúc mới đầu về thì nó thơm. Đấy là hương đá, còn cái phần rác thì là những cái phần nó hay ở phần bên ngoài này, sau anh đi mua hàng anh chú ý là cái phần ở bên ngoài này nó hay rễ này. Cái phần này em xử lý cho anh nhé. Rồi. Mất tiền. Đây em xử lý kỹ vào. Xử lý kỹ cái góc của thằng này. Đây chất đá vôi này đúng không? Đấy, chất đá vôi đấy. Anh em bảo mà chuẩn gỗ luôn. Này, như anh xem nhiều trên YouTube là anh biết là chất đá vôi. Chứ mà quay sang những cái hàng này, dây mà bảo bây giờ là gõ là hoàn toàn là không biết đúng không? Nhưng mà đây là hương đá. Đây là hương đá. Đây là cái bàn ở trong Bình Dương em gửi đi này. Đấy, hai phần. Màu hồng cái xe này đúng không? Đấy. Vân hương đá bao giờ cũng nét. Còn đây là bộ. Anh cầm hầu bộ bàn ghế này xem ghê. Cái bộ nhà anh lặng. Đấy. Bê xuống đây. Tuy mặt nó mỏng thật thôi nhưng mà. Đấy, anh xem kỹ cái phần bên trong á. Quận khuyên các bác là đi đặt hàng vẫn xem cái phần bên trong nó chuẩn. 100% mộng thắt đúng không? Đúng, thắt chưa anh?
Hôm sau em đi lắp lên lắp hàng cho anh là anh tháo ra toàn bộ xong em lên em lắp cho anh là anh nhìn thấy hết được mà. Thôi nhìn hơn. Còn phải ký ông cứ thuê anh bút anh ký được à? Nhưng cái phần bút bút anh ký tặng bút này nhá, bút lông kia em lại khoảng 4 năm đâu rồi. Không đâu anh ạ, cái tại vì cái phần đinh này bên trong nó không bị cái gì. Không, anh sợ nó hỏng này nó dính riết rồi. Không đâu anh ạ, nó không ảnh hưởng gì bên bên phần bên ngoài mình đâu. Không, nghĩa là mai sau sợ nó dính nó đứt nó ấy mẹ cái này ra. Không, không không sao. Đây cái này lòng này nó đinh này. Không sao anh ạ. Không có gì nếu mà em bấm bấm đi cho anh. Thoải mái. Bảo hàng đặt thời gian nó có hơi lâu một tí nhưng mà nó thấy đảm bảo anh. Đảm bảo. Nói hơn. Giá cả thì tiền nào được của đấy thôi đúng không? Chứ các bác lại bảo cứ thích hàng rẻ mà hàng tốt buôn năm bán hai thì làm gì có được. Không có được. Đến như như anh dùng cái bộ bàn ghế kia là bao nhiêu lâu thì nó bị ra như vậy? Nhà anh dùng bộ đấy khoảng 6 năm rồi. Đấy chỉ mới có 6 năm mà nó bị bắt đầu nó cái hiện tượng nó đù đù ra đúng không? Nhiều chỗ nó còn làm ăn nó còn léo quét như nhà bác anh giờ đặt bộ bàn ghế 70 triệu nó hay là bằng hương đỏ Nam Mỹ. Còn hương Nam Mỹ 70 triệu nhưng mà bộ bộ gì nhỉ, và nhìn nó ấy giống Trung Quốc đấy á? Không, nó nhìn như kiểu nó tây tây một tí. À, bộ hoàng gia đấy á? Ừ, hoàng gia 70 triệu. Nào, gỗ Nam Mỹ, hương Nam Mỹ gì mà đắt vậy. Nhưng mà bộ ấy nặng lắm, mà nặng mà to, nặng to. Trời ơi, nếu mà hương Nam Mỹ thì là chắc đấy rồi. Hương đá thì nó còn giá trị đúng không? Giá trị. Đúng. Cái phần đấy là phải ghép nhá anh nhá. À, phần này ghép à? Không, phần này ghép chứ không làm hàng liền được. Không phải làm hàng liền. Đúng rồi, tại vì cái này của anh này là nó chuẩn số đo, còn cái phần này là chắp lên để nhìn nó nổi hơn thôi. Nhưng mà dùng một thời gian thì thôi không? Không, không. Cái này em gắn keo này bằng đinh. Có cả gắn keo cả bắn đinh anh ạ. Gia cố. Chắc chắn là anh này. Vâng, gia cố hai cái đấy cho chắc chắn chứ. Nhìn như có điểm nhấn chứ không nó lại cứ thẳng tuột xuống như bên không dưới thì nó là anh ạ. Bao loan bắn chết anh. Bao loan bắn chết à? Ừ, bao loan bắn chết 4 bắn. À, thế vậy em ăn lên đấy em bắn hay là anh thích hàng kiểu đục lỗ sỏ ở đây? Nếu mà bình thường ấy thì là em sẽ để chơi như thế này, ví dụ mà anh đặt bao loan lên ấy mà hôm nào mà anh thấy bụi anh bẩn ấy thì anh có thể nhấc ra anh lau ấy, thì anh có thể là gắn cái keo nến hoặc là cái băng dính 502 thôi, à được, cái băng dính hai mặt thôi cũng được ấy, thì lúc bao giờ kiểu bụi bặm như thế này hay tàn hương nó rơi xuống ấy nó bám vào đây này anh có thể nhấc ra anh lau luôn. Còn gắn chết thì anh gắn cố định thì nó sẽ có những cái vệt trắng tàn hương ấy, để lâu lắm nữa sẽ có những cái vẻ trắng như vậy mà mình bắn chết, phải chết thì em đục lỗ hay như nào? Một là em sẽ binh đinh bắn mang lên để bắn hoặc là bắt vít, hai là em đục lỗ, nhưng đục lỗ này nó sẽ dễ bị hỏng hai cái mặt bàn này. Hỏng luôn à? Không phải hỏng nhưng mà nó kiểu nó tạo ra một cái lỗ ở đây này. Tạo lỗ nhưng mà để bao đan thì che kín được. Đấy thì che kín này. Nhưng mà thì như thế thẩm mỹ hơn đúng không? Vâng. Thì em cứ lấy lỗ cho anh nhá. Không vâng.